It's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. This last few weeks has been exhausting. Now I'm lost my imagination, and that is one thing that I need from you. Cố tình mặc áo crop top để khoe eo cho đã vô, xong rồi mặc áo khoác như vậy, thấy mà tôi tức luôn, cũng bay coi nè. Là sao má? Thôi nha, bỏ đi nha, ráng sắm giùm tôi mấy cái áo crop top như vậy đi. Cái này thì hôm bữa tôi chỉ mấy bà rồi nè, phải dùng, nói chung là mặc ok, không dù tôi mặc quá trời luôn. Thêm một cái áo khoác dạng crop top cho mấy bà thích đơn giản xíu nè. Đỡ mất công mặc crop top rồi, không thấy được áo bên trong thì ít ra cũng phải thấy eo chứ mấy bà. Xinh, chưa kể cái nón này siêu to luôn nè. Ở trên này còn có túi nữa nè bay. Đó, để tôi cho nhí lại một lần nữa nè, rồi quyết định mua hay không nha.